Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại đến với cái hành trình level 1 tới level 200 với tốc độ siêu nhanh nha. Ở đây thì anh em mình đang cần nhiệm vụ đó là thu hoạch vàng các bạn à. Đây, không biết mọi người đã hoàn nhiệm vụ được đến đâu rồi ha. Còn HNT thì đang cố gắng luôn các bạn ơi. Lắp 4 rồi. Đây, lắp 5 trở lên thì anh em mình mới nhận được phần thưởng nha các bạn. Ở đây thì mình đang nằm ở vị trí đó là ui chà, hạng 3 các bạn à. Bây giờ thì cố gắng leo lên nha. Chỗ này anh em mình cần phải chiến đấu trong vô đây lụm cái đã. Mình sẽ mang cái thành viên đặc biệt của chúng ta ra nha. Thành viên Arkana. Cái bé Kana các bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ đi gẹo nhẹ tên bạn với chiêu đặc biệt luôn nha. Mọi người biết rồi đó, cái chiêu này mình khá là kết luôn nha. Chúng ta vừa quất tên bạn giật đam liên quan và kèm thêm khả năng bơm máu rất đẳng cấp luôn các bạn à. Quá tuyệt vời, lên tầng cao mới luôn. Ôi hết sảy hen. Chỗ này thì anh em mình sẽ đi thu hoạch thức ăn nha các bạn. Ở đây thì chúng ta thu hoạch tầm 30 giây thì chúng ta sẽ thu lại được một lần hen. Rồi, cổ lên. Rồi, chỗ này thì anh em mình đang có thêm cái ui chà, 16 tiếng nữa thì nó mới cho cái free pin của mình ra để xài. Rồi, tạm thời thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực khác để có thể chiến đấu nha. Lần này thì anh em mình sẽ đến với khu vực West. Vô đây giao lưu nhẹ. Rồi, action. Đây, chúng ta sẽ đến với thành viên đặc biệt của mình ha. Và các bạn ơi, HNT thì có bán những cái mảnh rồng cho mọi người để các bạn có thể nâng sao hoặc là summon cho rồng nha. Anh em nào đang cần những cái mảnh rồng thì cứ việc liên hệ với mình ha. Với lại HNT cũng có nhận mở những cái gói VIP trong game luôn. À, cái giá thì cái giá trong game nha mọi người. Đảm bảo gọi là an toàn cho ạc của các bạn 100% nha. Mình không có mở giá rẻ cho nên các bạn cứ việc yên tâm. Đó, không lo bị ban nít hay bị khoa nít hen. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chỗ này. Chúng ta sẽ đến với cái chỗ này nha mọi người. Vô kèo. Rồi bây giờ thì chúng ta khều nhẹ tên bạn nha. Ở đây thì mình sẽ nhờ đến cái bé Macaron Gold các bạn. Gồng lên và bắt đầu cân 3. Ui không đủ đam mà. Chỗ này thì anh em mình đành phải nhờ đến thành viên đặc biệt với khả năng giật đam à. Lắm. Wow, hạ gục thành công 3 thành viên tên bạn luôn. Rồi, và để sở hữu được cái thành viên này thì các bạn cũng đã biết rồi đó. HNT đã mở cái gói VIP trong game này ha. Đây, cái gói này HNT cũng unlock sạch sẽ rồi. Ui, ở trên đây mình nhận được 50 viên game nha mọi người. Đây, để hoàn thành nhiệm vụ là bắt đầu có chiên. Ở dưới đây thì mình nhận được thêm 10 viên nữa nè. Là 60 viên game nha. Còn ở đây thì anh em mình mở luôn cái chiếc rương này nha. Rương Heroic. Wow, được 15 mảnh của dòng Heroic. Còn chỗ này thì chúng ta đang chờ ha mọi người. Quả trứng vàng sắp tới. Quả trứng vàng trong làng Dragon. Chỗ này thì anh em mình sẽ đi mua Orbit với vàng nha mọi người. Đây, các bạn kéo xuống tuốt phía dưới cho mình. Và anh em mình sẽ mua được là tầm khoảng 5 mảnh nha. Đó, cứ vậy làm tới anh em mình tích Orbit để chúng ta có thể summon rồng ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình đi thu hoạch nhẹ tiếp đây. Cứ 30 giây thì anh em mình sẽ lụm lại được một lần. Sương sương là được 262 viên game rồi ha. Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với khu vực Arena. Giao lưu nhẹ. Cái bé cà na này của mình. Mình đang muốn cho nó lên cấp nữa đây các bạn. Nhưng mà không đủ thức ăn nè. Mình cũng muốn cho cái thành viên này lên nữa. Nhưng mà các bạn biết rồi đó. Con này nó ăn một cái lên tới 308 lần các bạn ơi. Hơi bị tốn luôn ấy. Còn bé này thì lên được một cấp nè. 38 rồi ha. Wow. Đây, Dragon City đang gọi anh em mình 8 triệu thức ăn với giá là 1.200 viên game các bạn. Giá khá là gắt ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình bế nhẹ cái đội hình này chắc không ổn rồi. Tem này mạnh lắm các bạn ơi. Wow, có bé mắt đỏ luôn. Rồi, kèo này thì ráng gồng chứ quớt. Bây giờ là xúc luôn các bạn ơi. Rồi, mới vô thì anh em mình sẽ mang thành viên Heroic của mình. Sát thương nhân 2. Đó, 59 nha. Ui, ca này hơi gắt các bạn ơi. Nó phả một cái nửa cây máu đi du lịch tại chỗ liền. Rồi, bây giờ anh em mình bắt đầu ao nhay với tuyệt chiêu điện. Đang được tăng tới 50% lượng sát thương. Tên bạn thì nó cũng xuống dài chiêu điện với mình luôn các bạn à. Rồi, pha này anh em mình xài chiêu quýnh lan đi. Đó, bụp cả 3 thành viên tên bạn. chưa mất máu, xài chiều hút máu rồi là cây này hơi khoai rồi nha. À, chạy vô và lần này mình sẽ nhờ đến là bé điện đi. Đây. Wow, mém ngủm của tỏi luôn, căng vậy. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ bế trước một con đi. Con 40 này nếu mà nó không sát thương nhân 2 thì anh em mình chưa ngủm đâu. Tầm này cũng hơi gắt ha. Bọc lô. Ôi không đủ đam. Và bây giờ anh em mình sẽ hồi máu cho thành viên nào đây. À ôi cái bé này của mình là dư sức rồi nè các bạn. Đây. Bơm máu đại pháp liền. 66.000 các bạn ơi. Búp một phát gọi là full cây luôn. Đó các bạn thấy cái thành viên này của mình nó lợi hại ghê chưa. Không đùa với cái thành viên Kana này của mình được đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nghĩ nhẹ các bạn coi. Ui 2 sao luôn hả. Cái bé Kana này của mình mà lên 50 là mình không ngán mấy bạn đâu. Hiện tại là mình mới 38 cho nên mình còn e dè các bạn còn chút xíu đó nghe. Rồi bây giờ thì nghĩ nhẹ các bạn coi nè. Wow, mới vô sát thương nhân 2 lụm liền. Con này, ui nó có khả năng tăng máu với tăng sát thương. Hơi gắt ha. Mém lụm được luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ xài chiêu đây. Một em ha. Oh no, con này nó quýnh lan mọi người à. Cây nhờ. Trời ơi. Nó đánh lan mới đau. Và bây giờ anh em mình chơi trò hút máu lại nè. Rồi búp máu phát là full cây. Trời ơi cái con này là Heroic các bạn ơi. Không đùa với nó được rồi. Kẹt ở cái chỗ đó là cái con Heroic của mình. Nó đi du lịch rồi. Ôi phải nói còn sống là nó còn hồi máu cho anh em mình. Thiệt tình là ca này quá là khoai cho mình luôn. Rồi ca này là mình không tính nổi luôn các bạn. Quá ghê gớm. Cái này anh em mình sẽ ra ngoài và chúng ta đi thu hoạch một ít thức ăn nha. Đây 7/13 rồi. Còn này thì 8 phút nữa là chúng ta sẽ đánh được một trận nữa ha. Là mình sẽ lên được level 5. Rồi khu tiếp theo thì mình sẽ đến với khu vực list nha mọi người. Đây ngày hôm nay anh em mình sẽ đến với bộ 3 này đi ha. Thành viên Heroic thì khá là VIP. Và mình nó thì khá là kết cái bé Arkana này luôn. Đó, let's go. Rồi, và cái bé này thì các bạn ơi, chỉ còn tầm khoảng là 2 ngày nữa ha. 2 ngày nữa là nó sẽ hết unlock được cái bé này rồi nè. Đó, cho nên anh em nào mà chưa sở hữu thì cố gắng tranh thủ nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái thành viên này đi. Nhân vật VIP của anh em mình mà. Đó, xài chiêu thôi là cũng thấy đẹp rồi. Hiệu ứng bắn ra từ cái con tàu nha mọi người. Pha này anh em mình chơi trò hút máu nè. Mất máu là máu nó sẽ hồi lại nha. Đó full cây luôn. Và nhân vật này thì bế nhẹ cái nữa là qua cửa rồi. Một mình cưng 3. Nhẹ nhàng luôn và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho HNT một lượt đăng ký nha. Và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên xem video thì nhớ like ủng hộ nhẹ cho HNT Channel nha mọi người. Rồi lần này thì mình gặp phải một cái đối thủ cũng khá là nặng ký luôn nha. Ca này thì Heroic. Wow tầm này với khả năng uốn lan đi hen. Rồi khử nhẹ luôn một con rồi. Rồi đến với bé yêu này của mình đi. Giật đam liên quan. Ôi quá tuyệt vời các bạn ơi. Thành viên bên trong nó còn có xíu máu à. Khều nhẹ thôi là anh em mình qua cửa được rồi. Đó 3 viên game mỗi túi ha. Chỗ này thì chúng ta sẽ ra thu hoạch nhẹ cái nữa. Rồi ổn áp luôn. Khu vực list ở đây thì anh em mình level 40. Và chúng ta đại chiến với những thành viên level cũng 40 luôn. 35 hả. 35 và đường 1 sao rồi. Cái này cưa nhẹ đi. Bây giờ thì bắt đầu anh em mình cưa mạnh mạnh tí nha. Ôi lắm. Sát thương nhân 2 luôn. Wow. Rồi bây giờ anh em mình xài chiêu đặc biệt không nhỉ. Con này nó tới 60 mấy ngàn máu lận. Cho Heroic ra cưa trước. Wow, sau khi mà Heroic cưa rồi thì anh em mình mới bắt đầu ra lụm nha. Đây, tầm này hả ta? 40. Ui, không ổn tí nào hen. Con này nó quật vả ghê quá. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với cái thành viên đặc biệt. Chiêu đặc biệt thì nó chưa kịp hồi luôn. Victory, sương sương ha. Rồi, ở đây thì anh em mình tranh thủ ra thu hoạch nữa nha mọi người. Không biết là đã đủ chưa nè. Ui, 10 trên 13 rồi. Anh em mình còn thiếu tầm khoảng 3 cái nữa thôi ha. Wow, bây giờ là bắt đầu đi lụm nè. Ui, bây giờ thì thể hiện kỹ năng bằng đầu tiên đi hen. Thêm bạn còn cái con Heroic và có khả năng hồi sinh luôn. Anh em mình gõ cả 3 con. Ui, cha con này nó trâu thế nha. Con này còn có miếng máu mà cái con này máu nó còn nhiều quá. Thôi anh em mình xài chiêu này trước đi ha. Rồi, Heroic ra kiếm chuyện luôn rồi. Nó sợ ở bên trong là nó ngủm, nó không được ra ngoài luôn. Nó không được lên tivi cho nên nó quyết định đó là nó sẽ chui ra ngoài, nó ngó một cái nha các bạn. Đây, tầm này thì gõ tầm khoảng 2 hit. Hồi sinh trở lại nè. Wow. Rồi, Victory ha. Không áp. Ôi, vẫn không ra được chiếc búp nào hết. Rồi, đành phải vô đây lụm thêm một hiệp nữa. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với là con này có bộ hơi căng nhan, Heroic. À, có Kalmat nữa hả? Wow, tay bạn có một thành viên Kalmat nha các bạn. Rồi, cưa nhẹ. Cái này chắc mình lụm được một con đây. Đây. Đó, nó sẽ hồi sinh trở lại. Và sau đó thì mình sẽ nhờ đến thành viên đặc biệt của chúng ta để ghẹo tên bạn nha. Rồi, bé yêu tiếp theo. Oh my god, lượng máu mình mất nhiều quá cơ. Không ổn tí nào. Hăm mấy ngàn máu. Đam của mình đủ không ta? Ô 19 à, không đủ rồi. Không đủ đam các bạn ơi. Này lúc nãy là anh em mình nên ôi cha, nó kích hoạt khả năng miễn nhiễm luôn. Đùa với mình à. Nữa hả? Cái dòng Kalmat quýnh rất khó chịu nha mọi người. Bây giờ nó quýnh mình rất là còn có chút xíu máu luôn nè. Không tin là chú lóc 3 lần. Đó, giờ nó lóc 2 lần thôi là mình cũng đấm đuối rồi. Nó mà lóc 3 lần thì thôi đắp chiếu luôn ấy. Victory nha các bạn. Trận này quýnh win mà cũng hồi hộp kinh khủng á. Sợ cái con Kalmat thôi. Không tính toán được khả năng block của nó là sẽ block bao nhiêu cái. Ở đây thì ôi, hoàn thành được nhiệm vụ rồi nè. À, còn ở đây thì còn 2 phút nữa các bạn ơi mới đến được. Ok, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho HNT một lượt đăng ký nha. Và HNT có nhận mở những cái gói VIP trong game luôn. Anh em nào cần mở những cái gói VIP đó thì cứ liên hệ với mình nha. Và mình có bán những cái mảnh Orbit cho mọi người nha, để các bạn có thể nâng sao hoặc là summon cho rồng hen. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ di chuyển qua mé bên đây nha mọi người. Wow, sự kiện này còn tầm khoảng là 10 ngày nữa. 10 tiếng nữa lộn, 10 tiếng nữa là hết rồi. À, ở đây có mấy chiếc rương, anh em mình tranh thủ bế hết luôn nha. Rồi, di chuyển qua bên cánh tay trái. Anh em mình đang me nhẹ một cái món ở bên đây nha. Ôi, lên. Wow, được một ống nghiệm L. Đây các bạn ơi, anh em mình đang me cái này nè. Bay vô lụm nó trước đi, mấy cái kia tính sao ha. Và cái dưới đây mình cũng me luôn. Ui trời, 400 điểm một cái luôn hả? Căng nhờ. Ôi, được nhân 2. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.